Huỳnh Việt TV, Little Sài Gòn Radio và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán thính giả. Tiếp tục chương trình tưởng niệm nhà văn Nhật Tiến, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý khán giả theo dõi cuộc trò chuyện thân mật của chúng tôi với ông Tống Văn Công. Thưa quý vị, ông Tống Văn Công là người đã từng theo Đảng Cộng sản Việt Nam và ông có 53 năm tuổi đảng. Ông đã từ bỏ Đảng Cộng sản và là tác giả cuốn sách rất nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Đó là cuốn Đến già mới chợt tỉnh. Cuốn sách này được in tại hải ngoại và đã được đồng bào trong nước truyền tay nhau đọc chui. Hôm nay thì ông Tống Văn Công sẽ nói về nhận xét của ông với nhà văn Nhật Tiến và những lần đã tiếp xúc với tác giả Thềm Hoang và tác giả Truyện Bé Phượng. Xin kính chào ông Tống Văn Công. Chào anh Linh Quang Anh Thái. Thưa ông, như chúng tôi giới thiệu, ông là người trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ông làm đảng viên Cộng sản. Và 53 năm tuổi đảng thì là một chiều dài dài lắm. Như vậy trong hoàn cảnh nào mà ông đọc Nhật Tiến? Bà nhà tôi là một bạn đọc rất là trân quý các cái tác phẩm của nhà văn Nhật Tiến. Bà nhà tôi đã đọc Nhật Tiến từ khi còn ở ghế trung học. Và bà cảm nhận rất là tính nhân bản rất sâu sắc trong các tác phẩm của anh Nhật Tiến và khuyên tôi là nên đọc Nhật Tiến. Cho nên từ đó là tôi chú ý đọc Nhật Tiến. Cho tôi hỏi thêm, đất nước chia đôi năm 54 và như cái cuốn Đến già mới chợt tỉnh của ông viết cho thấy rằng năm 1954 đó thì ông từ Nam đi ra Bắc tập kết, rồi sau đó thì ông vào Nam lại sau năm 1975. Mà ông nói bà nhà, tức là hiền thê của ông đọc Nhật Tiến, như vậy hẳn là bà nhà phải là người ở trong miền Nam. Là người miền Nam. Dạ vâng. Học ở Sài Gòn. Vâng. Tác phẩm đầu tiên ông đọc của Nhật Tiến là cuốn gì ạ? Cũng Thềm Hoang. Thềm Hoang. Cảm nhận của ông đối với một người, lúc đó ông còn là đảng viên Cộng sản, thì ông đón nhận Nhật Tiến như thế nào qua tác phẩm Thềm Hoang? Tôi thấy rất lấy làm lạ là đảng Cộng sản thường hay nói cái quần chúng cơ bản của mình đó là công nhân, nông dân, nghèo. Thế nhưng mà ở miền Bắc hầu như không có tác phẩm nào mà cái nhân vật nông dân nghèo đó là được xây dựng mà đáng đọc. Mà đọc cái tác phẩm của Nhật Tiến thì là một cái người từng lớp dưới cùng của xã hội mà là như là bà nhà phê bình Thụy Khuê nói là ăn nói tục tằn nhưng mà cái tính người đó thì hết sức là cao cả, rất là đẹp, mà cả một cái kho tàng những cái lời nói lịch sử cũng không thể nào mà so được cái nhân cách như những cái nhân vật của Nhật Tiến. Tức là những nhân vật trong Thềm Hoang đó phải không? Trong Thềm Hoang. Như vậy thì ông thấy ở miền Nam rõ ràng những người như Nhật Tiến đã chú trọng nhiều tới những cái số phận con người trong chiến tranh, những cái số phận con người ở trong những hoàn cảnh rất là nghiệt ngã. Ông cảm nhận đến ở điểm đó. Vâng. Ông từng là tổng biên tập của tờ Lao Động, phải không? Vâng. Là tờ báo lớn lắm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy trong cái thời gian mà ở vai trò đó, ở ngoài Bắc, ông cũng chưa được ai nhắc tới về Nhật Tiến hay là những nhà văn khác ở trong Nam hay sao? Tôi có cái may mắn là tôi là bạn của Nhật Tuấn. Ồ, em trai của Nhật Tiến. Vâng. Cho nên là tôi biết Nhật Tiến là qua Nhật Tuấn. Như vậy là đã được nghe ông Nhật Tuấn nói về ông anh mình nói trong thời gian ở ngoài Bắc. Cái lúc đó chiến tranh vẫn còn và ông Nhật Tuấn kẹt là ngoài Bắc. Nhật Tuấn đã nói gì về ông anh mình? Nhật Tuấn cho là ông anh mình là một cái nhà văn có tài. Vâng. Và có tâm. Một người có tâm hồn rất đẹp. Và Nhật Tuấn ở miền Bắc cho nên là có cái vốn sống để hiểu biết về cái chế độ, mà Nhật Tuấn sau này có viết cái quyển Đi về nơi hoang dã. Dạ. Là chính là có cái công kích cái con đường của xã hội chủ nghĩa là con đường hoang dã.
Chúng tôi nhớ là trong tác phẩm của Nhật Tuấn là em ruột của nhà văn Nhật Tiến, đó là cuốn Đi về nơi hoang dã. Nhật Tuấn đã tả một cái đoàn người phải đi lên một cái đỉnh núi để khai hoa một con đường. Mà cứ nghe theo chỉ đạo cấp trên mà rốt cuộc cũng chẳng biết khoai hoang đi tới đâu, cái đỉnh núi như thế nào. Bàng bạc mình thấy rõ ràng Nhật Tuấn đã chỉ ra được rằng một cái xã hội mà dưới lãnh đạo thì cứ nói phải thế này, định hướng xã hội chủ nghĩa rồi vân vân, nhưng mà cả dân tộc đi vào cái con đường lầm lạc như vậy. Nhưng mà bây giờ trở lại với nhà văn Nhật Tiến, tới lúc nào thì ông gặp nhà văn Nhật Tiến? Gặp 2014. Tôi tới Mỹ đâu một vài tháng gì đó thì tôi đi đến thăm anh Nhật Tiến liền. Và hai anh em tự nhiên là rất trò chuyện là rất hợp ý nhau, rất lạ. Như vậy Nhật Tiến ngoài đời và Nhật Tiến trong tác phẩm khác nhau không? Theo ông? Không khác nhau. Yeah. Anh Nhật Tiến là một người rất hiền lành, rất khiêm tốn, thường hay nhường nhịn bạn, chăm sóc bạn. Ông có thấy Nhật Tiến là một ngòi bút mà muốn là một chiến sĩ, tức là muốn làm thay đổi cái trật tự của một cái xã hội mà ông Nhật Tiến thấy là không tốt đẹp không? Tuy là người hiền lành nhưng mà lại có một cái ý chí rất là mạnh mẽ, một cái văn tài cũng là xuất sắc. Và Nhật Tiến đã đề ra cho mình là chỗ đứng tốt nhất của nhà văn là đứng về phía đám đông bị đàn áp mà bị đối xử bất công. Và tôi thấy là đúng, cả cuộc đời của anh đã làm cái ngoại bút của anh đã đu theo đúng cái phương châm mà anh đã đặt ra cho mình. Nhà văn Nguyễn Khải của người Bắc cũng là hơn 50 năm tuổi đảng, viết những tác phẩm ca ngợi đảng, ca ngợi lãnh tụ ghê lắm. Nhưng mà vào những ngày cuối đời thì Nguyễn Khải có viết một cái chương mà nói về những cái nỗi khổ đau phải giấy ở trong lòng bao nhiêu năm để cho thấy rằng bên ngoài thì phải công khai ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi chế độ vân vân, nhưng mà trong lòng thì bị những cái cay đắng. Thì Nguyễn Khải có viết như thế này, bảo là khi tiếp xúc với những nhà văn miền Nam đó, mới thấy rằng cái sự đối xử hiền hòa, nhân bản, tử tế của những người cầm bút miền Nam đối với nhau. Tôi tin là ông Tống Văn Công đã gặp được nhiều người cầm bút miền Nam, nhưng mà riêng đối với Nhật Tiến, nếu cần phải mô tả một cách ngắn gọn nhất về những cái điều mà ông ghi nhận được ở Nhật Tiến, ông sẽ nói như thế nào? Một người trông rất là hiền lành và sức khỏe thì có vẻ ốm yếu, nhưng mà một cái tâm hồn rất là, một ý chí rất là mạnh mẽ. Một con người có một cái ý chí muốn cải tạo xã hội bằng ngòi bút của mình. Cuộc thư chuyện với ông Tống Văn Công, tôi biết ông là người rất là kiệm lời. Ông viết thì nhiều và ông đọc nhiều nữa. Cái thời giờ mà ông dành thì đọc các tác phẩm trong Nam, ngoài Bắc và văn học thế giới thì nhiều lắm. Nhưng mà riêng đối với Nhật Tiến thì ông thấy rằng cái sự đóng góp của ông Nhật Tiến, giá mà ông Nhật Tiến vẫn còn và tiếp tục thì hẳn là sẽ có một cái sự là đóng góp cho nền văn học Việt Nam nhiều hơn chứ phải không? Vâng. Mặc dù là sự đóng góp của anh Nhật Tiến đã cũng quá lớn rồi. Anh ấy đã có đến 20 tác phẩm, trong đó có 10 truyện dài. Và truyện nào tôi thấy cũng xuất sắc. Cũng không có kém cái thềm hoa của anh. Sau năm 75 thì anh mắc kẹt lại ở miền Nam, anh làm nghề dạy học. Thì trong một thời gian ngắn như vậy nhưng mà anh cũng đã đủ vốn sống để viết một cái quyển nhà giáo một thời nhét nhát. Yeah. Cái quyển sách rất là sâu sắc. Tôi tâm đắc rất là, chính tôi là ở trong hàng ngũ của đảng nhưng mà tôi cũng cảm nhận cái nền giáo dục của Việt Nam càng ngày càng xuống cấp. Cái này nó dùng hiện nay đó. Yeah. Từ sau, tức là miền Bắc từ sau năm 54 và miền Nam sau khi năm 75 mà chúng tôi đi vào Sài Gòn đó, thì những nhà giáo Việt Nam còn sống giống như là ngày xưa. Nhưng mà ở miền Nam sau 75 thì dần dần nhà báo cũng dần dần xuống cấp,
Mà trong cái quyển sách của tôi cũng có một cái chương viết nhân cái một cái nhà giáo bị học trò nó tới nó đánh. Và cái sự kiện đó làm cho tôi chú ý quan sát kỹ cái nền giáo dục dưới chế độ xã hội chủ nghĩa nó xuống cấp như thế nào và vì sao mà nó xuống cấp. Cái chương đó đó sau này tôi mới đọc cái nhà giáo một thời nhét nhát mình của anh Nhật Tiến. Của anh Nhật Tiến, và tôi thấy hai anh em ở hai cái khoảng thời gian rất là khác nhau nhưng mà quan sát và cảm nhận thì rất là giống nhau. Và chính điều đó, một lần gặp nhau đàm đạo mình cái bàn trà với nhau thì hai anh em cũng nhắc cái điều đó mà thích thú. Thích thú là tương đắc với nhau qua một cái tình hình của đất nước. Thưa quý khán giả của VTV và Little Ocean Radio, ông Tống Văn Công khi viết tác phẩm Đến Già Mới Chợt Tỉnh đó là cái tiếng thở dài, một cái lời ân hận của một người mà như ông nói đã chọn được cái con đường mà sau này tới tuổi lớn rồi ông mới thấy rằng cả một cái giai đoạn quá khứ là một sự sai lầm. Có bao giờ ông đề cập tới tác phẩm của ông với ông Nhật Tiến không? Anh Nhật Tiến, tôi không biết vì đâu, nhưng mà anh Nhật Tiến khi tôi gặp anh thì anh cũng đã biết cái quyển sách đó rồi, anh có đọc rồi. Nhưng mà ông có trao đổi với ông Nhật Tiến về cái cuốn sách đó không? Không. Nhân đây xin hỏi một câu chót. Ông có thể cho nghe cái tâm tình của một người đảng viên Cộng sản 53 năm bỏ đảng, rồi sau đó gặp những người miền Nam như là Nhật Tiến. Ông thấy rằng Nhật Tiến có củng cố thêm cho ông những chứng cứ để thấy rằng quyết định của ông là đúng? Trước đó thì tôi cũng đã tự thấy quyết định của mình là đúng. Nhưng mà gặp những người, tôi gặp anh Nhật Tiến là sau Đinh Quang Anh Thái. Gặp Đinh Quang Anh Thái thì tôi đã thấy rằng là người như Đinh Quang Anh Thái mà lại bị bắt, bị Cộng sản bắt bỏ tù và cấm về Việt Nam thì cái chế độ đó hết sức là vô lý rồi. Sau đó thì gặp anh Nhật Tiến thì tôi thấy anh Nhật Tiến là một cái người rất là đáng yêu, hiền hòa, hiểu biết và có một cái tâm nguyện rất là cao cả đối với văn học Việt Nam. Hồi nãy anh Thái có nhắc anh Nguyễn Khải. Thì tôi cũng chơi thân với anh Nguyễn Khải. Nhưng mà do chơi thân với Nguyễn Khải thì tôi mới thấy rằng ở cái chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, muốn sống được thì phải sống hai mặt. Anh Nguyễn Khải chính là người sống hai mặt rất là rõ nét. Còn tôi thì tôi thú thật, trong cái bài viết của tôi có nói là tôi là một cái thằng ngu lâu. Và tôi do ngu lâu cho nên là tôi cũng được Đảng Cộng sản Việt Nam trọng dụng, cưng chiều. Thậm chí tôi có làm những cái điều hơi quá quắt đó, thì là người ta cũng không có bắt tội. Ví dụ như là tôi trong cuốn sách tôi cũng có kể những lần mà tôi cãi với ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chẳng hạn. Và sau đó là tôi còn vận động để làm một cuộc kiểm tra những cái điều mà ông Nguyễn Văn Linh binh vực để chứng tỏ rằng ông Nguyễn Văn Linh là sai. Nếu mà tôi không có một cái chiều dày là một cái anh đầy tớ trung thành của đảng đó, thì chắc là tôi không phải bị kỷ luật, trừng trị. Thưa quý khán giả, ông Tống Văn Công là người rời khỏi Đảng Cộng sản lúc ông vẫn còn tài chức, tức là vẫn còn những cái quyền lợi về mặt vật chất, quyền lợi về mặt chính trị trong xã hội. Nhưng mà ông thấy, như ông từng thú nhận đó, là ông ngu lâu và ông đến già mới tỉnh, cho nên ông cương quyết từ bỏ cái đảng đó. Nhưng mà để kết thúc thì thưa ông Tống Văn Công, ông Nguyễn Khải vào lúc cuối đời, ông có một cái đoạn viết thế này tôi cho là tôi rất là tâm đắc. Ông bảo là cái giới cầm bút
của Nguyễn Khải ở ngoài Bắc á, có mấy điều sợ. Điều sợ thứ nhất là sợ Đảng. Nó soi mói vào, nó không biết là mình viết như thế, ăn nói như thế có đúng lập trường hay không. Cái điều thứ hai là sợ độc giả. Nó khinh mình. Thứ nhất là sợ Đảng nó khinh. Thứ hai là sợ độc giả họ khinh. Nhưng mà cái khổ đau nhất, đáng sợ nhất là đêm ngủ thì sợ nhất là mình khinh mình. Đó là giấy cầm bút ở ngoài Bắc. Những người Nhật Tiến ở trong Nam có cái hãnh diện ngẩng mặt nhìn trăng sáng, ngẩng mặt nhìn và thênh thang bước đi. Miền Nam xây dựng một cái nền dân chủ và tạo ra những ngòi bút như Nhật Tiến. Ông Nhật Tiến viết cái cuốn Giấc ngủ chập chờn chẳng hạn, cho thấy rằng thân phận của dân tộc Việt Nam là một cái cục nồi da sáo thịt, anh em giết lẫn nhau. Chỉ có cái giới lãnh đạo ngoài Bắc là nó xua một cái thế hệ người này vào để mà hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam thôi. Nhật Tiến không phải có cái nỗi lo sợ là lãnh đạo miền Nam họ nhìn mình bằng cặp mắt không có được kính trọng. Nhật Tiến không lo sợ là độc giả họ không có yêu thương mình. Và Nhật Tiến ban đêm ngủ, tôi tin chắc rằng giấc ngủ rất là bình yên, là bởi vì không cảm thấy như là Nguyễn Khải thấy Đảng khinh, người độc giả nó khinh và chính mình khinh mình nữa. Thì đó là những dấu ấn của những người như Nhật Tiến đã đóng góp cho nền văn học của Việt Nam. Mà tôi nói điều này không biết ông Tống Văn Công có đồng ý không. Cái nền văn học nó sẽ còn sống, chứ nó không sẽ bị mai một đi như tất cả những cái bản văn mà ca ngợi Đảng, ca ngợi chế độ như chúng ta thấy trong nhiều năm qua. Tôi cũng nghĩ như anh Thái. Dạ. Nhiều lần nói về anh Nhật Tiến thì tôi có tự cho mình là một cái hoàn toàn là sai. Thì anh Nhật Tiến có lẽ là anh cũng quý mình, anh cũng muốn an ủi mình. Anh bảo không, cái đoạn anh đi tham gia kháng chiến chống Pháp là rất là tốt, rất là đáng quý. Anh có đến mấy lần nhắc cái câu đó với tôi. Tôi biết là anh nói như vậy để an ủi mình, đừng có quá chê trách cái bản thân mình là nó hư hỏng, nó không xứng đáng. Cảm ơn ông Tống Văn Công đã đến với Hồn Việt TV và Little Sài Gòn Radio để nói về cảm nghĩ của ông đối với nhà văn Nhật Tiến vừa mới từ trần vào ngày 14 Tây tháng 9 vừa qua. Hy vọng là có dịp sẽ được thư chuyện lần nữa với ông Tống Văn Công. Cảm ơn đài và cảm ơn Liên Quan Anh Thái. Xin kính chào các bạn đọc.